nữa. Đây là chợ Phú Túc hên. À dạ. À, hôm nay mình trở lại chợ Phú Túc cả nhà ha. Em tưởng đâu anh quay gì. Đang hết hồn. Ba ổ xíu. Rồi sáng ăn gì nè. Chị ở bên đó chị bán gì vậy chị? Đợi đi theo đặng mua đồ chơi hả? Lấy cho em bún bọt. Bên đây là chị bán bánh ướt. Lấy cho em bún riêu cho bé đi chị. Bánh hỏi nè, bánh ướt. Mua máy bay hả? Kêu mua máy bay. Để chị làm đi ha, anh đừng lát mình lại mình lấy. Em trả tiền đi. Không trả tiền người ta không dám làm. Trả tiền chút mình xong mình quay trở lại mình lấy. Nhớ đặt cọc cái đây. Ở đây mình có chỗ ngồi ăn sẵn luôn nè. Anh đang nướng thịt nè. Thịt nướng bánh hỏi. Nướng nóng hỏi vậy ăn tại chỗ mới ngon nè. Mấy giờ mình bán hả anh? Sáng, 5 giờ rưỡi sáng hả? Bên kia thì bán bún riêu. Sơn Hà thì đòi đi theo đồ chơi nè, ngày nào cũng đòi đồ chơi đó. Tiếng đang mua đồ ăn sáng cho cả nhà. Dạ, khoảng 15 phút nữa em quay lại. Mua đồ đi chợ mua rau hả xíu? Dạ. Dạ, dạ. Để đây đi. Dạ, bánh mì cho em gửi lại luôn nha. Tiếu quay lại đấy. Rồi, sáng Hà đi mua đồ thôi hả? Anh ớt không em? Đỏ ớt. Rồi, thịt trứng có ớt. Ở phía sau là có chợ rau cá. Bữa nay mua gì về ăn xiên? Mua gì về ăn cơm? Bữa nay nghe Phong nói là cho mình ăn món gà chiên gà nướng vậy nè. Mua đồ chơi cho Sơn Hà đi. Đây là quầy bánh, đồ khô. Đồ chơi, dạ. Cho nó đồ chơi đi, đặng cho nó khỏi cự. Đây quần áo ha. Còn lại túi sách. Vải. Ở bên đây cũng có vài ăn uống quá nè, chè nè. Rồi qua kia kìa. Quay ra đầu chợ nha. Đây trái cây, cốc, bằng seri. Rồi lại lỡ đồ chơi đi. Xe đó nha, không chạy ra lộn nha. Quéo quéo hả? Ở nhà bán đồ chơi, bây giờ phải đi mua đồ chơi nè. Không có gì. Mua máy bay hả? Máy bay. Nè, có chiếc máy bay nè. Máy bay nhỏ thôi. Máy bay nhỏ xíu. Ở đây đầu chợ thì bán trái cây. Đó, cần mua xài em. Ở đây thì bán rau ở ngay đầu chợ, đang tiện xe máy tấp vô để mua cho tiện. Tọt bí nè, rau muống. Trời ơi, đã ta xe cứu quả luôn. Cảm ơn ông đi. Cảm ơn bác đi. Cái gì vậy? Dạ, 120. Xe này nha. Bên xe này nha. Xe đó hả? Rồi đứng đây.
phải tốn tiền mua xe cho Sơn Hà nữa nè. Rồi đi thôi. Rồi con cầm đi, chút về nhà chơi, tắt đi. Chút về nhà chơi nha, để mất nha. Rồi, đi thôi. Wow, wow, wow. Mình vô nhà lòng chợ ha. Thích vô xe nha. Hai mẹ con đi án đường ha. Giờ mình chưa biết là mua món gì, giờ xuống đây chợ bán gì qua đó. Bên đây nhà lòng chợ nè, bán chả. Chả thịt ha. Mấy chị đang bán thịt. Quay đây, quay đây. Em. Quay gì, bánh rế hả? À, thử món bánh rế hả? Quá rồi, xíu đi về miền Tây. Thấy bán món đẩy món tôm còn bánh rế chiên nó ngon hơn là bột. Giờ xíu thử. Rồi ba Vĩnh nha, xe đó. Ở đây hôm nay mùa dâu nè, có trái dâu luôn. Cái bãi nhìn màu quá trời đẹp luôn ha. Màu quét luôn. Sơn Hà được món đồ chơi thích rồi. Để anh cầm nha. Để em coi chừng Sơn Hà đi. Để mày ẩm chưa? Cho đi bộ đi, nhưng mà phải dùng xe. Cua đồng này không có nuôi. Mẹ cua đồng người ta bắt gì vậy? Giờ gì?
Cá gì em? Em không biết cá gì. Cái đó là cá to nhất, cái đó là cái quay vậy. Ờ, gì nói vậy, 2 ngày 1 đêm. Chứ tìm 2 ngày 1 đêm đứa nào cầm cái này đi coi. Trời ơi. Cái này có bao nhiêu thứ cho con Việt á. À, vậy cô lấy cho con. Ba to nhất á. Cá này là cá sông 100 g. Ở đâu vậy, ở Hồ Trang này hả? Đây là ở đâu vậy? Nhiêu ký vậy? 58 con này to nhất. Hả? Nhiêu ký? 58. À, một con này chắc hơn ký hả? Không được đâu. Hả? Không được. Chưa tới hả? Không đi chợ nữa không biết. Ờ, chưa tới ký, à, gần ký. Chính là có cái này giá một ký có 165 ngàn. Dạ. Đây cá rô mình sẵn luôn. Đây có cá này nhiều. Dạ hả? Dạ. Đây là theo mùa hả? Mùa này thì nó có càng á. Dạ. Bữa này cá đâu mà sao mỗi loại con vậy gì? Cá chạch. Người ta lấy rồi còn như đó. Đi về đi. Cái này chắc là bà con bắt ở gần đây ha. Nên là mới mỗi loại có 1-2 con. Lấy cái suối La Qua. Suối La Qua. À. Cái này chắc ngoài thiên nhiên nè. Chứ mà nuôi thì không có kiểu này đâu. Mỗi loại con. Dạ. Thì hỏi lại con hay không à? Nó lộn xộn. Đây quá thì nhiều. Dạ. Này cua đồng. Đây chợ cá lớn quá ha. Đây chợ xã ha chứ. Chợ xã. Dạ má Long An. Chợ Phú Túc. Giáp biển là đặc sản là tôm cua, à, cá sông cá biển, nó gần cửa biển á, dạ. Rồi con bằng sông này, dạ. Rồi gửi tiền đâu? Đây nha. Rồi đếm lại nha. Đang cầm nha. Đang cầm nha. Có Sơn Hà đi theo. Nãy bỏ nhà không chịu, rồi đi theo là được sắm đồ chơi. Em lấy mực chưa? Em lấy rồi, khỏi rồi đó. À, có mua rau gì nữa không? À, lên trên này có rau bắp chuối. Rồi, mình đi vòng qua anh kia đi. Bác ơi, cho con căn nhà chút con. Tôi đi căn nhà. Hey. Nhiều hả? À, đây nè. Bỏ vô cho nó ngọt hả? Bỏ vô cho nó ngọt hả? Ôi. Đẹp hơn. Kêu 30.000 ký em à. Lấy không đây? Cái này chắc phải luộc riêng chứ mình không có luộc chung đấy. Không có cái gì nấu lẩu hả? Nấu lẩu, dạ. Sống mà. Dạ, sống mà. Sao bỏ vô trúng nhiều chát nó không ngon. Thế là mình biết này nè. Dạ. Bạn này con nào chết thì chết. Thế về nhà được con nào mở miệng. Dạ. Nó mở miệng ra là nó chết. Đây giờ cái gì cũng có ha. Giờ xe cộ thông thương rồi. Đây là mấy món mà tôm, mà tôm sống, kiêu sò rồi có đủ hết. Chợ đây là bán đồ ngon nhất á. Dạ hả? Dạ, chợ này thấy lớn. Dạ, cảm ơn. Bán đồ đẹp. Đeo tiền anh. Dạ, cảm ơn anh.
chợ này cũng như chợ quê, không có nói thách nên là mình mua cũng không có cần trả giá luôn. Chợ kiếm thêm gì nữa em? Rau nhút hả? À, ăn lẩu hả? Đây bán một trái cây là sầu riêng quá trời luôn. Với trái vải chùm chôm. À, nấm nè. Chưa nở mà bự vậy đó. Hồi xưa mà kiếm được ổ nấm rơm thì cũng thích nữa. Giờ thì người ta trồng không rồi. Chứ trong cây rơm đốt nó cháy cháy xíu. Dễ lên nấm. Nhiêu chị? Rau nhút nhiêu chị? Xe. Có chiếc xe cứu quả, cứu quả rồi thích rồi, thích chữ rồi. Rau nhút sung quá ha, quá trời non luôn. Hôm bữa bé Vy về nay rau nhút sao nhìn giống cây mắc cỡ. Con đứng đây nghe cho nghe cha mẹ nha. À, cái này là bông súng nè. Để coi chỗ hàng quá trời to luôn nè. À, còn cái những cái chỗ nào mà nó nước mà sâu á thì nó cái cọng nó nhỏ mà nó dài. Dạ biết. Còn cái này là gì bạn em? Theo đèo. Gần với xe rồi. Sáng hả? Về sáng hả? Dạ, xong rồi anh đi vậy. Hả? Nghe không hả? Rồi. Rồi đây anh cầm luôn nha. Rồi để em cầm nha. Rồi ngã nào về nè. Trả lại hả? Rồi đây có thôi. Đây có nè. Thơm gọt sẵn nè. Có bán nửa trái không chị? Dạ con. Đứng xích vô con xe đó. Trái có 20 à, 22 mà lấy út 20. Trời không khách. Dạ dạ chị. Để bỏ vô lẩu rồi. Ok 10.000. Đừng có đi bò đi bò nữa ha.
lên rồi. Tại vì xuyến ở giáp ranh giữa Phú Túc với Phú Cường á, hình như nãy chợ Phú Phú Túc. Ba ngang một nắm sức hết nha con ơi. Hôm nay mình đi chợ quê ha, mà chợ quê này rất là lớn luôn, lớn giống như là gần như là chợ huyện luôn á. Wow wow wow. Vậy xe kia làm sao sơn hà quèo 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 hả quèo 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 rồi qua lấy đồ nãy mình đặt nó rồi về. Về khoe với bà nội ha. Xe cứu quả không nha. Đây là ăn sáng tại chỗ nè, chợ quê chỗ nào cũng có đồ ăn sáng nha, thường thì bán ở đầu chợ. Xe nha. Mùa Tết là mình thấy mới đắt hàng, và ngày thường là chỉ đắt về đồ ăn thôi. Mới nhỉ không em? Hả? Giờ ra lấy bánh mì đó là xong em. Dạ dạ. Rồi. Lại đây ba nè xe hả? Rồi đứng đây đi để mẹ đi lấy bánh mì. Ăn bánh mì.